Một cái nhà tâm lý gọi là ông Gary Chapman đó, viết một cuốn sách về năm ngôn ngữ yêu thương. Thì năm cái ngôn ngữ yêu thương đó, thứ nhất là những lời khen ngợi, thứ hai là những cái sự tận tụy, thứ ba là thời gian chia sẻ, thời gian chất lượng thời cho chất con lượng. Thứ tư là có những cái quà tặng, và thứ năm là sự ấm áp. Năm cái ngôn ngữ đó đó là cha mẹ phải thực hành trên con, và thậm chí là cặp đôi cũng phải có với nhau, phải luôn luôn thực hiện với nhau. Thì ví dụ như là đầu tiên là nói những lời khen ngợi đó, thực ra không phải là người lớn mới cần được khen ngợi động viên đâu, và chính con trẻ. Tại vì khi con á, trở nên tự tin bước vào đời hay không, tương quan với người khác tốt hay không, bắt nguồn từ cái tương quan đầu tiên với cha mẹ. Cha mẹ nói những lời khen ngợi làm cho con tin vào bản thân mình, con tin vào giá trị của mình, tin vào năng lực của mình. Thì khi con tin như vậy thì con bước ra đời con mới tự tin để mà thể hiện cái điều đó với người khác. Cho nên là những cái lời khen ngợi đó không phải là chỉ là một cái ngôn ngữ của tình yêu thương nữa, mà hết sức cần thiết, một giá trị vô cùng cần thiết giúp cho con mình trở nên là một đứa trẻ tự tin, không tự ti nhút nhát. Mà ngày nay tự tin là điều cực kỳ quan trọng, bởi vì ai cũng là một cái xã hội mở và teamwork không à. Cho nên con phải có tự tin. Thứ hai là cái sự tận tụy. Cái sự tận tụy của cha mẹ đó làm cho con cảm nhận sâu xa là cha mẹ luôn luôn đồng hành với con, luôn luôn cho con những cái điều mà đáp ứng những cái nhu cầu của con, để cho con có một cái cảm giác được yêu thương và thuộc về. Nó là một nhu cầu rất cần thiết của con người, giúp cho con người trở nên lành mạnh. Có những em nói là con nhớ hoài cái lần đó con bị sốt, mẹ con thức nguyên đêm để đắp cái khăn lên trán cho con, và không bao giờ con quên được cái hình ảnh mẹ con, tại vì quá mệt là mẹ con gục lên cái ngực của con. Đó là cái sự tận tụy của người cha mẹ làm cho con ghi nhớ, và con có một cái dấu ấn, một cái ký ức khó phai như vậy, thì con sẽ có cái lòng biết ơn rất mạnh mẽ. Rồi cái thời gian chia sẻ chất lượng bên nhau, thì cái thời gian là quá cần thiết. Mình bắt buộc phải dành thời gian đồng hành với con, chơi với con. Khánh biết không, trong câu lạc bộ doanh nhân á, có những anh chị doanh nhân mà họ hiểu đến cái điều này nó quan trọng á. Họ nói vậy nè, khi con anh chị bước vào tuổi teen á, anh chị bớt hết mọi công việc, thậm chí chấp nhận giảm doanh thu luôn, để mà mình có đủ thời gian rảnh ra để mình đồng hành với con, chia sẻ với con. Chị rất là quý trọng những người mà cha mẹ như vậy, bởi vì á là nó có một cái thời gian giống như thời điểm vàng trong cuộc đời của con vậy đó. Nếu như mình bị lỡ qua đó rồi, không bao giờ mình có thể quay lại để mà mình gọi là sửa chữa cái sai lầm đó được. Bởi vì con tuổi teen có một lần trong đời à, 13 tới 18, chứ con không có phải 2-3 lần trong đời. Đáng suy ngẫm, em nghĩ nó là một cái khoản đầu tư rất có giá trị. Như là chị nói là chấp nhận giảm doanh thu, giảm doanh số, giảm công việc. Đúng rồi, tại vì tất cả những cái thứ mình làm đó đó, có phải là mình cũng để lại cho con không? Công ty cũng là thương hiệu, cũng là một cái lợi lạc gì đó để cho con. Nhưng mà bây giờ con đang cần ba đó, ở trong cái giây phút này là hiện diện của ba thôi. Thời gian. Chứ không cần ba để tiền, tại vì con cũng không biết là tiền bây giờ nó có ý nghĩa gì với con. Nhưng mà cái sự hiện diện của ba mẹ bên con là vô cùng ý nghĩa. Em nghĩ đó là một cần sự đầu tư rất đúng đắn. Đúng rồi. Cái thứ tư là quà tặng. Ví dụ như là con cái cũng cần được động viên, được khen ngợi, không phải chỉ có khen ngợi bằng lời. Mình thấy có một số cha mẹ hay lắm, họ đặt cái mục tiêu, ví dụ như đầu năm học là năm nay nếu mà con học hành đàng hoàng, có những người thì nói chung chung là học hành đàng hoàng, có người thì nói là học sinh giỏi chẳng hạn, có một cái mục tiêu rõ ràng, thì ba mẹ sẽ mua cho con chiếc xe, sẽ sắm cho cái laptop hay là mua cái iPad, đại khái là như vậy. Thì quà tặng cũng là một cái gì đó để cho con cảm thấy được khuyến khích, được động viên, để có một cái động lực để cho con tập trung cho cái mục tiêu của mình. Cái cuối cùng đó là cái sự gần gũi, cái sự âu yếm. Cái âu yếm là cái mà đa số người, những người cha người mẹ Á Đông của mình, hay cụ thể là những cha mẹ Việt Nam thiếu, là bởi vì quá bận rộn. Thực sự là người Việt Nam mình được dạy theo một cái cách là tình thương bộc lộ một cách phải kín đáo, không có được bộc lộ tình thương lộ liễu quá. Cho nên khi yêu thương con mình á, có những ca mà bạn nói vậy nè, học tốt nghiệp đại học rồi nha, cái ngày mà lên mà mặc cái áo thụng, đội cái nón, mà nói em ước ao sao mà ba mẹ em á, có mặt ở trong lúc đó, cầm hoa lên tặng em và ôm em một cái, mà không có điều đó. Thí dụ như cái chuyện mà con trẻ đó, buổi tối mà con đi họ đi ngủ, cái con được ba mẹ ôm, hoặc là đưa vô giường nằm với con một chút, hoặc là đọc cho con nghe một câu chuyện, hay là ôm hất nhau một cái để đi chúc ngủ ngon. Thì bây giờ những cái bạn trẻ hiện giờ nè, bắt đầu làm thì thấy rất là có tác dụng. Chứ còn cái thời của chị trở về trước là không có chuyện đó. Cho nên mình cũng nghèo nàn trong cái cách bộc lộ cảm xúc với người khác. Còn ví dụ bạn trẻ ngày nay là cha mẹ đi làm cái kêu mẹ quay lại, cái đồ mẹ quay lại cái ôm hung gái, thì con diễn lả cái điều đó rất dễ. Nhưng mà trước cái thế hệ trước thì không dễ. Tại người ta nói là mặc dù là cái cơ thể vật lý nha, nhưng mà khi mà hất nhau á thì nó có một cái năng lượng yêu thương nó tràn ra để mà người kia cảm nhận được. Tức là năm cái ngôn ngữ đó chị vừa nói là cả năm cái là ba mẹ phải thể hiện, hay là tùy vào cái cách đứa con nó thích cái câu kiểu ngôn ngữ nào? Với tư cách là một nhà tâm lý, thì chị ước ao sao là năm cái ngôn ngữ yêu thương này cha mẹ nên thực hiện với con hết luôn.
chứ không nên chọn một cái nào. Cứ thể hiện hết 5 cái. Tùy theo lứa tuổi, ví dụ như đứa trẻ còn nhỏ thì mình sẽ dùng ôm ấp, vuốt ve, u yếm, rồi mình dùng những cái lời động viên, khen ngợi để con được tự tin. Còn nếu như con lớn lên hơn thì mình sẽ có quà tặng hoặc là mình sẽ có thời gian chất lượng ở tuổi teen chẳng hạn. Thì tùy theo cái lứa tuổi, nhưng mà trong suốt cuộc đời con, cha mẹ nên nhuần nhuyễn 5 cái ngôn ngữ yêu thương này, cứ có cơ hội thì mình thực hiện.